Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các một dòng xe Mountain Bike địa hình đến từ thương hiệu của Cycletrek CK350. Một chiếc xe được sử dụng nguyên một bộ cấu hình của DOG các bác nhé, kể cả cụm phanh và giảm xóc hơi. Xe rất là cao cấp. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, chiếc xe có tông màu đỏ đen các bác nhé, chiếc CK350 màu trắng, tông màu rất là khỏe xe. Cycletrek CK350 có thể lên Google search thêm về thương hiệu này. Đây là một mẫu địa hình mới nhất về tại cửa em. Cấu hình rất là cao cấp, nguyên một bộ group của DOG. Đây là website chính hãng của xe này. Chứ còn rất là mới thôi nhé. Yên Yên ra lốp mắc xít, có thể thấy lốp này còn gai, lốp còn rất là mới, đi rất lâu nó có thể thay, thăm dẹp cao lái hẹ các bác nhé, thăm dẹp. Mê cuối nổ, xe trang bị phụ đề của DOG và 10 tầng lip. Lip và stick thường rất là mới thôi nhé. Chiếc xe chất lượng còn rất là tốt. Sử dụng bộ vành lốp là 26x2.10. Đổi đĩa trục rỗng của Shimano. Gạt đĩa của DOG. Khung siêu nhẹ, khung nhôm siêu nhẹ aluminum 6061. Cái khung có ghi các bác nhé. Xe size 17. Đây là xe đo. Phía bên trên đây xe được sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOG, cùng với đấy là bộ phanh dầu thủy lực của Shimano DOG luôn. Rất ít khi em về những chiếc xe mà nguyên một bộ group của DOG này. Thường thì phanh chỉ phanh Shimano đây, phanh của DOG rất là cao cấp. 3 tốc độ của bên tay đĩa các bác nhé, tay bấm đĩa này, cho xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Phanh trước sau đều của DOG. Xóc hơi, đây là lỗ xả hơi. Rất cao cấp. Đây các bác thấy chữ DOG ở chỗ phanh này. Đây là khóa xóc, khóa mở xóc. Vâng, 26x2.10, lốp trước cũng như lốp sau các bác nhé. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao không đứng của xe. Xe chiều cao không đứng 45. Ngang là 56 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Đó, đánh giá chuyển động. Bên 10 tầng lip còn rất là mới. Lên lip. Mayer cối nổ.
tải bộ đồ đĩa 3 tầng của Shimano xuống đĩa, lên đĩa. Còn chuẩn rất là tốt. Xe rất là cao cấp, bốn ốp. Sử dụng nguyên một bộ ốp của DOJ và giảm tốc hơi. Đùi đĩa trục rỗng, khung aluminum 6061. Vâng, chiếc xe được bán tại cửa hàng em với giá là 10.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển lấy tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe lên YouTube, theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng. Xin chào các bạn đã theo dõi video.